Chứ nó không thời gian quan tâm nhau nhiều nên thì chia tay. Mối tình thứ hai, có thể một phần nào em công việc em có quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm người bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi. Đó. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó, ham công việc nên ít quan tâm nên. Đó, thấy chưa? Giống như anh mình bệnh quá. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng giày của Pháp ạ. Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha. Mời bên trai bên kia giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở huyện Xuyên Mộc em ạ. Ủa, Xuyên Mộc, anh có làm gần Bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ. Có chừng nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Bà Tô 10 cây á. Rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường ở đó công tác. À dạ. Hỏi cô có bà con không? Vậy là biết luôn rồi ha. Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết. Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà. Dạ. Rành lắm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng. Nói chung em hay cười. Em thích nấu ăn và thích làm việc nhà. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí. Wow. Anh kia, anh có thích phụ nữ, con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoặc thuyết trình trước đám đông. Có chí làm ăn, đam mê thể thao. Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác. Rồi điểm yếu của em là gì? Đôi lúc cũng hay tự kỷ về công việc, áp công việc, ít nói chuyện ai, tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ. Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng ạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh thì em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Lý do tại sao mình chia tay 2 mối tình đó? Mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc. Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã làm thêm rồi. Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa. Mà em đam mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Nên không thời gian quan tâm nhau nhiều nên thì chia tay. Mối tình thứ hai, có thể một phần nào em công việc em có ít quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm người bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi. Đó, nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ, đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy. Bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn? Dạ đã, thì trải qua 2 mối tình em đã học được bài học rồi chị. Bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha, đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo, thích được người yêu chiều chuộng nữa nha. Dạ. Rồi, lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình? Em cũng dễ thương, cũng năng động, vui vẻ, hay cười. Tại sao ấy? Dạ, tại lúc còn đi học thì em ham học. Mà lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị. Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế, mà ế thiệt. Rồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu. Đó lúc trước mê soái ca quá, còn bây giờ là hết rồi chị. À, mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không? Em đi tìm soái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình, chia tay cũng 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ, hơn 1 năm chị. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó, ham công việc nên ít quan tâm nên. Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bệnh quá. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu chị. Chỉ cần dễ nhìn, có duyên là được. Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp được không? Được luôn anh. Được luôn. Có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá. Lúc mà cãi nhau thì đừng có giằng co. Tại vì em rất là dễ tính vậy. Chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à. Em không có giận lâu. Cứ im im để đó, mai tính ha. Được không? Chắc là vậy hả chị? Với lại nịnh em một xíu là em dễ mềm lòng lắm. À, chị thấy bên đây cũng dễ lắm đó. Không biết bạn trai sao, có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à. Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Quan tâm cho gia đình, có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội. Ngoại hình như thế nào? Có ngoại hình thì
cơ bản theo em dễ nhìn. Em nói dễ nhìn, dễ nhìn như thế nào? Cái câu này mới là khó nè. Ví dụ như là ngoại hình có thể chiều cao khoảng tầm 1m5, 1m6 cũng được. Da trắng hay da ngâm cũng được. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được. Cái gì cũng được hết. Dạ. Thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc cũng như là áp lực của rồi, bạn trai. Dễ quá, nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được. Cầm ram. Thiếu quan tâm đến gia đình. Cầm ram. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị. Dạ em chào chị. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng 1 năm. Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị hết chưa? Tương đối được khoảng 80%. À, nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Dạ. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn. Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá. Thấy ốm gì mà không yếu thôi chị. Chắc không? Dạ chắc ạ. Đâu hít đất thử chục cái coi thử coi. Em hít ở đây. Dạ đúng rồi chứ đâu giờ. Bo thành 20 luôn ha. Trời ơi. Được. Bo thêm 10 cái nữa thôi. Đàn trai thấy dữ chưa? Sức khỏe tốt. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nhỏ con nhưng mà nhỏ có vỏ. Để anh xem đàn gái thế nào nha. Ôi, chào em. Quá chào xinh em. À, anh bên đây thật sự rất là chững chạc. Ảnh cán bộ nhà nước mà. Bây giờ mình bàn cách làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi ha. Dạ, chơi vậy đó, tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá. Bà ngoại hối hả? Dạ, bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 82 rồi chị. 82 rồi? Dạ. Lấy lại lẹ muốn... đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha. Đúng rồi, phải đẻ liền đó nha, lấy liền, đẻ em liền. Em mấy đứa? Nha. Chắc một hai người vậy thôi. Em thích con trai hay con gái? Dạ, con trai. Thích con trai hả? Bạn trai thích con trai hay con gái? Ờ, thưa anh thì quan điểm em con nào là em cũng thích, nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn. À, nhà nhiều con trai quá rồi. Nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai. Nhà anh thì là ba trai. Trời ơi, sao hai nhà nên này nên mẹ thích con gái. Đằng thôi à. Mình xin hai đứa đi, em một trai một gái cho đều. Dạ. Vậy cũng ổn rồi đó. Yên tâm, đàn trai là chuẩn luôn rồi đó. Cho chuẩn chạc chị được con nít của em. Chịu được, anh em chuẩn chạc lắm. Không đó, anh rút kinh nghiệm mới tình được cũ đấy. Rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ. Nãy giờ cái gì rồi. Cũng được cho anh đây, chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi, mà thời gian nó đã qua rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn, bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp, mình phải quan tâm, phải chăm sóc ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em. Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường, chào em trai, chào quý vị khán giả. Chị gái em thì khá là hiền. Ở nhà thì có ba chị em gái, không có con trai, nên phần lớn những cái việc trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi. Về phần em trai thì em thấy em rất là được ạ. Ở gần nhà mà em thích điều đó. Và em tin là bà ngoại em cũng sẽ thích em. Và còn một điều nữa, tất cả những cái nãy giờ anh nói thì em rất là thích. Nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là anh nói là anh khá là ít quan tâm bạn gái. Mà em lại không có thích điều đó lắm. Vì chị gái em thì một người là khá là lãng mạn, lại thích xem phim ngôn tình nữa. Nên là em mong là anh sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút. Và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi 2-3 lần. Gái thương chị gái dễ sợ ha. Yên tâm, anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày 4-5 lần luôn. Suối nước nóng Bình Châu hả? Dạ. Sao đúng rồi. Anh trai phải hứa với em gái cái cho em gái yên tâm chứ. Ừ, anh sẽ có hứa cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi hai, một tuần đi chơi 2-3 lần. Mỗi ngày đi chơi 2-3 lần. Em sẽ kiểm tra nha. Cảm ơn ạ. Nhà em cứ làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo. Rồi bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với lại dì em, dì thứ ba. À, và một người ba. Bạn rất là thân của em. Chào dì. Dạ. À, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả.
Bây giờ dì thấy vui không? Dạ. Vậy giờ thì dì thấy vui không? Vui. Chào hai cháu. Hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được, tôi phải thay mặt mẹ nó, tôi đi cho cháu tôi. Dạ. Nói về vấn đề nhận xét bản tánh của cháu, của dì á, thì cháu yên tâm đi. Thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa. Vừa lo đi làm, vừa chịu khó bỏ tiền cho chăn nuôi nữa. Chịu khó làm chứ đi chơi thì ít, nhậu thì không có đâu. Cô thấy con dâu tương lai bên sao vậy? Dạ, cháu thì rất là đẹp xinh, đẹp người, đẹp nết. Ở gần tới lui nó cũng tiện nữa. Rước dâu cũng gần ha. Dạ. Dạ, trời. Dì chào cháu. Ủa, dì ở dưới kia lên luôn ha, dì ở Sài Gòn? Dì ở thành phố, nhưng mà cũng thường xuyên đi về dưới mẹ cháu hoài à. Về dưới Bà Rịa, Bà Tô, quê gì ở Bà Rịa mà. Dạ. Như vậy là cơ bản là gì cặp này là gì chấm hay gì ha? Dạ. Được hả gì? Được. Dạ. Rồi gì đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi. Kéo màn. Không gian này là của hai bạn. Mời. Tham gia chương trình anh có món quà nhỏ tặng em, nó là một chiếc khăn. Thì cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em. Dạ. Em cầm cho mình cái hộp. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ. Làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em. Hạnh phúc em. Đẹp á. Hay đấy, cái màu khăn với màu áo giống nhau á. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nhé. Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào? Anh có thấy con gái mập không? Tại em hơi mập. Không, anh thấy em vừa người rồi, không có mập lắm. Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh thế này. Nếu như mà được đến với nhau thì em thích sống ở đâu? Anh thích sống gần nhà hơn. Gần nhà, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dạ. Anh thì hiện giờ đang mua được một miếng đất rồi, được chưa có tiền xây nhà thôi. Chắc để đi cưới với xây nhà. Anh nghĩ cũng nghĩ thế. Em cưới lợi. Em suy nghĩ về gia đình như thế nào? Anh nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người. Người phụ nữ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình. Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ, chứ không phải là để người vợ làm một mình. Cảm ơn em, anh cũng thích như thế. Dạ. Cuộc sống vợ chồng phải biết chia sẻ. Dạ. Tôn trọng yêu thương nhau và bà phải tin tưởng. Dạ đúng rồi. Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em. Dạ. Đặt tay lên nút bấm nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra lại nhịp tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào hãy nắm tay nhau. Cái khăn rất là đẹp. Hợp lý đấy. Hợp lý. Một lát nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về Xuyên Mộc. Vô tắm nước nóng Bình Châu. Thuận đường luôn ha. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đó xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một phần quà dành cho hai bạn là sản phẩm của Comagon. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thưa quý vị, hôm nay rất là vui vì anh Quyền Linh và Cát Tường đã mai mối thành công hai cặp đôi, mà cặp đôi nào cũng rất là dễ thương. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Comagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.